Thưa quý vị, sau 10 ngày thực hiện quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét nghiệm diện rộng 3 đợt bóc tách hàng trăm F0. Để có cái nhìn tổng quan về hiệu quả công tác xét nghiệm cũng như chiến lược xét nghiệm của thành phố ở 10 ngày tiếp theo khi thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Chiều nay, phóng viên Đà Nẵng TV đã có buổi phỏng vấn bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Xin chào bà và cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa bà, thì thành phố Đà Nẵng đã trải qua 10 ngày thực hiện cái việc xét nghiệm trên diện rộng. Vậy thì thành phố đã đạt được những cái kết quả như thế nào? Cũng như bà có đánh giá gì về cái nguy cơ tình hình dịch hiện nay? Thì trong 10 ngày qua, thì ngoài cái việc thực hiện xét nghiệm toàn dân tại các khu vực phong tỏa, phải cách ly y tế, thì triển khai xét nghiệm đại diện 100% hộ gia đình trên địa bàn toàn thành phố. Với 3 đợt xét nghiệm đã có hơn 830.000 lượt người dân được lấy mẫu xét nghiệm và qua đó đã phát hiện được 238 trường hợp mắc COVID-19. Và cái số ca bệnh đặc biệt ở cái đợt thứ 3 là giảm rõ rệt, chỉ có 36 ca bệnh được phát hiện. Như vậy là giảm đến 85 ca bệnh so với cái đợt thứ 2. Và cũng đã xuất hiện các địa phương là không ghi nhận ca mắc ở trong cái đợt xét nghiệm hộ gia đình lần thứ 3. Thì cái kết quả sơ bộ đó thì cũng cho thấy rằng các biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đã triển khai và đặc biệt là việc kết hợp giữa ai ở đâu ở yên đó và xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố là rất là kịp thời. Và qua đó thì đã giúp được bóc tách được những F0 ra khỏi cộng đồng để kịp thời có những biện pháp truy vết, khoanh vùng và góp phần vào cái việc là cắt đứt cái chuỗi lây nhiễm. Cái việc xét nghiệm đã triển khai theo cái hướng là đưa cái việc xét nghiệm về đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư và đồng thời tăng cường cái việc giám sát, cái kiểm soát lây nhiễm trong cái quá trình lấy mẫu. Chúng ta đã tăng được cái năng lực lấy mẫu, công suất lấy mẫu. Trung bình là một ngày là xét nghiệm là trên dưới 100.000 mẫu, phải tăng gấp đôi so với lại cái thời kỳ trước. Thưa bà, thì trong 10 ngày tiếp theo đây thì thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh để mà phòng chống dịch COVID-19. Vậy thì cái kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng của thành phố trong cái khoảng thời gian này sẽ là như thế nào để mà có thể là bóc tách các F0 và từng bước là kiểm soát dịch bệnh? Thì chúng ta vẫn thấy rằng là tại đợt thứ 3, mặc dù là cái số ca F0 đã giảm nhưng mà chúng ta vẫn ghi nhận là 36 ca F0. Như vậy thì qua đấy cũng có thể thấy rằng là cái nguy cơ mà hiện hữu F0 tại trong cộng đồng là khó tránh khỏi. Và do đó thì các biện pháp phòng chống dịch vẫn phải tiếp tục tăng cường trong cái thời gian tới. Thì vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành cái quyết định 2860. Và theo đó thì các khu vực trên địa bàn thành phố được đánh giá phân loại theo 3 mức nguy cơ là vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh. Thì theo đó là vùng đỏ là cái vùng phong tỏa phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Thì tại vùng này thì cần thiết phải thực hiện xét nghiệm toàn dân và theo cái định kỳ 3 ngày một lần. Còn vùng vàng, vùng xanh thì phải cần có một cái phương án xét nghiệm phù hợp. Và hiện nay thì Sở Y tế cũng đang xây dựng cái phương án này để trình Ủy ban xem xét phê duyệt cho triển khai để phù hợp với cái việc đánh giá nguy cơ cũng như là triển khai sớm việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà về buổi phỏng vấn ngày hôm nay.